Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bài học cuối cùng trong chuỗi bài giảng Master Paraphrasing Techniques. Và ngày hôm nay sẽ là buổi học cái dạng cuối cùng là dạng 5, sử dụng clauses, thay đổi trật tự từ để viết lại câu. Ok, và chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài học luôn ngày hôm nay. Ok, thay đổi trật tự từ định nghĩa thì là phương pháp an toàn giúp bạn giảm thiểu sai lầm có thể gặp phải trong việc lựa chọn từ và giúp bạn tiết kiệm thời gian suy nghĩ. Ok, và ngoài ra bạn nên kết hợp thêm từ đồng nghĩa nhằm tăng tính đa dạng cho câu viết. Thì như cái tên của cái kỹ năng này, thay đổi trật tự từ, thì literally là chúng mình thay đổi cái về trước lên về sau và về sau xuống về trước. Ok, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà để các bạn có thể hiểu rõ hơn, nắm rõ ở cấu trúc, chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ của hai loại trong dạng thay đổi trật tự từ. Thì là cái câu thứ nhất sẽ là thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả, ví dụ như sau: Due to the heavy workload, many full-time workers cannot balance their life. Bởi vì công việc nặng nhọc nên là những người đi làm full-time sẽ không cân bằng được cuộc sống của họ. Ok, cái vế này này, many full-time workers, thì chúng ta sẽ đảo lên đầu câu: Many full-time workers cannot balance their life because of the heavy workload. Đấy là ví dụ đầu tiên cho câu thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Và loại câu thứ hai là câu thể hiện mối quan hệ tương phản đối lập, có nghĩa là hai cái vế trong cái câu nó sẽ mang nghĩa đối lập nhau. Ví dụ sẽ là như sau: Many youngsters make friends online, but others have a tendency to mix with the peers in the real world. Thì câu đấy chúng ta sẽ viết lại như sau: Although many youngsters make friends online, others have a tendency to mix with the peers in the real world. Thì các bạn có thể thấy là chúng mình không có thay đổi nhiều câu này, mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái từ đồng nghĩa để viết lại câu, mà để làm sao cho cái những cái từ nó không lặp lại nhiều quá. Và cái vế sau được đảo lên trước, thêm although, dấu phẩy, để phù hợp với cấu trúc câu mối quan hệ tương phản đối lập này. Ok, và lưu ý cho mình là bạn nên kết hợp thêm từ đồng nghĩa để làm tăng tính đa dạng cho câu viết. Thì ngoài ra thì khi thay đổi thứ tự, hãy chú ý đến việc chia động từ sao cho chính xác với cả cái chủ ngữ mới. Chúng mình đã đi tìm hiểu về cái nội dung và cái cấu trúc định nghĩa của clauses, thay đổi trật tự từ để viết lại câu. Thì theo mình thấy là cái dạng này là một cái dạng khá là đơn giản. Cái định nghĩa và cái nội dung của kỹ năng này nó không có nhiều, nhưng mà để làm sao cho chúng mình hiểu rõ hơn được cái cách sử dụng kỹ năng này trong viết lại câu, thì chúng ta hãy cùng nhau làm bài tập. Ok, bài luyện tập sẽ là viết lại câu sử dụng clauses, thay đổi trật tự từ. Chúng mình sẽ có 6 câu luyện tập, và mình sẽ cho các bạn 10 giây ở mỗi câu để các bạn có thể nghĩ ra được câu trả lời, mường tượng trong đầu thôi là cái câu này nó sẽ viết ra sao, bởi vì không thì cái khối lượng thời gian của cái video này sẽ rất là dài. Ok, 10 giây để cho các bạn mường tượng ra được cái câu trả lời của cái câu cần được viết lại này ở trong đầu, và sau đó mình sẽ đưa ra cái kết quả cũng như cái đáp án của mình ở trên màn hình. Ok, và cùng nhau đi vào câu đầu tiên. In order to deal with this problem, the government needs to implement a range of measures. Mình xin viết lại cái câu này sẽ là như sau. Câu lời của mình sẽ là như sau: The government should enact a variety of solutions to deal with the issue. Thì the government, thì cái vế này, the government needs to implement, mình đã đảo lên đầu câu. The government should enact, in order to deal with this problem, là to deal with the issues. Các bạn có thể thấy ở đây thì ngoài cách mà mình sử dụng đảo trật tự từ trong câu, thì mình đã thay thế một số cái động từ cũng như tính từ sang một cái từ đồng nghĩa khác. Enact ở đây là implement. Variety of solution là a range of measures. To deal with the problem thì là to deal with this issue. Thật dễ dàng không các bạn? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Some people believe that environmental protection
is the responsibility of politicians, not individuals, as individuals can do too little. Ok, các bạn sẽ có 10 giây để nghĩ ra câu trả lời cho cái câu hỏi này. Ok, và 10 giây để đưa ra câu trả lời đã kết thúc. Thì không biết là các bạn đã có được cái đáp án cho câu B này chưa? Mình thấy thì ở cái câu B này thì nó khá là tricky một chút. Ok, mình sẽ đưa ra câu trả lời cho các bạn. Ngay sau đây đáp án của mình như sau. Some people think that since individuals are so limited in what they can accomplish, politicians should be in charge of protecting the environment. Đây, mình vẫn sẽ giữ nguyên cái cấu trúc câu mà mình chỉ có đảo ngữ. Individuals can do too little. Mình đã đưa lên đầu câu. Some people think that since individuals are so limited in what they can accomplish, they can do too little. Mình chuyển thành limited in what they can accomplish. Vế đầu câu. Environmental protection is the responsibility of politicians. Chuyển xuống phía dưới sẽ thành politicians should be in charge of protecting the environment. Thì các bạn có thể thấy ở đây ngoài cái việc mà mình sử dụng những cái từ đồng nghĩa thì mình đã thay thế các cái từ này bằng một cái kỹ năng gì mà chúng mình đã học ở trong những bài học trước nhỉ? Đúng rồi, đó chính là sử dụng những cái loại từ trong cùng một gia đình. Thì ở đây thì protecting là động từ, còn đúng rồi, protection sẽ là sự bảo vệ. Từ đồng nghĩa sẽ là in charge, thay cho responsibilities, do, accomplish. Và đấy chính là cái kết quả của mình cho câu B. Ok, chuyển sang câu C. In many cities, the use of video cameras in public places is being increased in order to reduce crime. Các bạn hãy nghĩ xem giúp mình là cái câu này chúng mình sẽ trả lời như thế nào để cho phù hợp với cái cấu trúc cũng như áp dụng những cái kỹ năng mà mình đã học ở những cái bài học trước. Câu này, 10 giây suy nghĩ. Ok, và thời gian 10 giây đã hết. Mình xin đưa ra câu trả lời của mình cho câu hỏi này như sau. In order to reduce crime, video cameras are being used more frequently in public places in many cities. Thì cái vế sau này, in order to reduce crime, mình đã đào lên đầu câu, giữ nguyên và thêm dấu phẩy để cho cái cụm đằng sau nó có nghĩa video cameras are being used more frequently. Thì là paraphrase cho cụm nào đúng nhỉ? Đúng rồi, it's being increased. The use is being increased, đã được thay thế bằng are being used more frequently in public places in many cities. Và ngoài ra thì mình có thể lựa chọn nhiều cái cách để viết lại hơn nữa các bạn nhé. Mỗi câu thì chúng ta sẽ có vô vàn cái cách để viết lại câu. Khi mà mình sử dụng kết hợp nhiều kỹ năng lại vào thì chúng ta có thể đưa ra rất là nhiều cái đáp án. Nó vẫn sẽ đúng cái mặt ngữ pháp nhưng mà cách thì nó vô vàn luôn. Ok, đây chỉ là cái đáp án, một trong những cái đáp án mà mình đưa ra thôi nha các bạn nhé. Ok, chuyển sang câu D. In the modern world, it is no longer necessary to use animals for food, clothing, or medicine. Các bạn có 10 giây để đưa ra câu trả lời. Ok, và 10 giây để suy nghĩ ra đáp án đã kết thúc. Câu trả lời của mình cho câu D sẽ như sau. Animals are no longer used for food, clothing, or medicine in the modern era. Mình đã đảo cái phần này. Animals for food, clothing, or medicine, lên đầu. In the modern era, thay cho in the modern world. Okay, chuyển sang câu A. Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. 10 giây suy nghĩ câu trả lời. 10 giây để suy nghĩ câu trả lời cho các bạn. Mình sẽ đưa ra đáp án của mình cho câu E như sau.
Some people believe that a positive influence on our daily lives will be the direct result of advancements in the field of artificial intelligence. Mình đã viết tắt cái cụm artificial intelligence thành AI như thế này. Okay? Đảo ngữ, the positive impact on our daily life đưa lên đầu câu sẽ thành positive influence. The development sẽ thành the advancement. Okay? Và chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Thì mình sẽ viết lại câu này như thế nào nhỉ? Câu hỏi cuối cùng trong cái bài tập ngày hôm nay rồi. 10 giây để đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Ok, mình xin đưa ra đáp án cho câu hỏi F, cũng là câu hỏi bài tập cuối cùng của ngày hôm nay như sau. Many members of society are abandoning face-to-face interaction in favor of social media use. Mình đã đảo face-to-face interaction amongst many people in society thành many members of societies are abandoning face-to-face interaction. Social media thì đưa về cuối sẽ thành in favor of social media use. Ok, ngoài ra thì các bạn có thể thấy là mình đã thay thế những cái từ trên câu gốc này bằng một số cái từ đồng nghĩa nó mang cái tính học thuật hơn như sau. The social media use thì the use of social media. Replacing sẽ thay bằng abandoning in favor. Ok, abandoning in favor sẽ đồng nghĩa với cả replacing, nhưng mà nó sẽ mang cái nghĩa nó học thuật hơn một tí. Ok, interaction mình giữ nguyên. The member of society sẽ là many people in society. Và mình đã hoàn thành cái câu hỏi cuối cùng, câu F này rồi. Thế là chúng mình đã hoàn thành cái dạng thứ 5 và cũng là dạng cuối cùng trong cái chuỗi bài học Master Your Paraphrasing Techniques. Và mình xin chân thành cảm ơn tới tất cả những bạn học viên đã theo dõi mình suốt từ đầu cái chuỗi bài học này cho đến tận bây giờ. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Goodbye. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.